comenta fuori la moglie la cosa che qua come da qui la io la sanata che la ho fatto ma che va ma che va ma che va Tiếng mấy với hội rồi? Hả? Mà thằng tiếng này là tiếng mấy với hội rồi? Tiếng là đi đi thu gom ở nhà thì nhiều. Vâng. Thì nhiều, nhưng mà hôm nay đi lần đầu tiên. Là lên đây ạ? Ờ, đi lên đây lần đầu bà, tiên. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hôm nay bà 72. Bà đi sau đi khoảng tầm 300 cây. 300 cây, hơn 300 cây đường mưa bão đấy. Bà có thấy mệt không? Không. Cảm ơn. Không thẳng xuống, vẫn còn quân vác đấy. Bà thấy bà quân từ trong xe ra. Đến bây giờ là các thanh niên, một số thanh niên đã ngồi nghỉ rồi. Vẫn tiếp tục công việc. Vẫn tiếp tục. Thế mà chuyện sau mà hội có tổ chức nữa bà tham gia cùng hội không ạ? Có ạ. Cảm ơn bà. À. Rồi, cho bà tiếp tục hỏi một chị đó. Này, bấm đi con. Bấm đi, lấy đi. Đây là một chị rất là nhiệt tình chia sẻ cho chị. Chị tham gia với hội lần này là thứ mấy chứ ạ? Không nhớ đâu. Không nhớ, cũng đi tương đối nhiều. Em chỉ biết là gương mặt thân quen thôi. Cảm sau khi vượt mấy trăm cây số chị có cảm giác thế nào? Ta cảm giác gì? Có thấy mệt không ạ? Bình thường không? nhìn hào sắc chị là em thấy rồi, rất là tuyệt vời cho chị. Đó, đó là một công tác diễn ra của hội. Chị có một nụ cười rất là tươi, chị chơi cùng các bé tặng quà. Chào các bé, được nhận quà có vui không? Bé năm nay chú hỏi năm nay bé học lớp mấy chứ nhỉ? Lớp mấy? 6. Lớp 6 à? Con bé học lớp mấy? Lớp 7. Lớp 7 à? Có vui không? Nhân quà có vui không? Đây là một góc khác. Đây là một số bạn là nhanh tay được sở hữu một số cái cần thiết bổng với lại một cái vũ khí quen thuộc của Tôn Bát Giới. Chu Chu Bát Giới. Cái bả trượng cái gì mình quên tên rồi. Mình là một fan của Tây Du Ký. Đó. Đây là một cái nhóm là có vẻ là tâm đắc nhất. Đó. Cần thiết bổng hai anh em xem nhá. Chưa anh muốn nhường cho ai cả. Đó, như đồng chí này là có vẻ chiến lợi phẩm nhiều hơn, có thêm cả một cái món đồ gì của siêu nhân. Tất nhiên các bạn nhìn mới vậy thôi, nhưng thực ra đây những đồ chơi của những trẻ em ở thành phố thì có người ta không dùng nữa nhưng còn lành. Thì lên đây thì các bạn thấy đấy, là một thứ là niềm vui khó diễn tả cho các bạn trẻ thế này. San sẻ yêu thương. Mình có đi một vòng và hỏi từ người lớn đến người trẻ và người trung niên. Mình thấy có một điểm chung đó là nụ cười và ánh mắt đầy hào khí. Chả thấy gì, rất là vui. Không thấy mệt. Có người thì như chị và bảo hơi đói tí thôi. Thực ra là tất cả anh em chưa ai ăn uống gì cả. Từ 9 giờ tối hôm qua đến bây giờ là gần 8 giờ rồi.